Chương trình Đối thoại Tâm Linh và Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Đối thoại Tâm Linh do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương dưới sự hướng dẫn của Thầy Hàng Trường. Trâm xin giới thiệu quý vị Thầy Hàng Trường. Và thưa quý vị cũng như thưa Thầy, chương trình hôm nay và Thầy sẽ nói chúng ta nghe về cái chủ đề là nghiệp chướng và chướng nghiệp. Thưa Thầy, thường thường con nghe chữ nghiệp chướng. Thí dụ như ai nói than thở, ông là nghiệp chướng, ông là chướng nghiệp của tôi, chướng đại khái vậy thầy nghe vậy chứ hay là bà con là ma la mắng con cái thì nói con là nghiệp chướng của tôi chứ này kia, ra cái điều là đau khổ khi mà họ nói như vậy. Vậy thì hai cái chữ nghiệp chướng và chướng nghiệp nó có giống nhau không? Là chính con còn thấy nó giống nhau nữa hay là nó khác nhau thế nào thưa thầy? Không, tiếng Việt mình không có để ý sẵn, nhưng mà nếu mà nhìn qua tiếng Anh và nhìn vào tiếng Hán đấy thì cái chữ nghiệp mình qua cái bảng Tây Việt cái chữ này, cái nghiệp chướng này, cái chữ này đấy thì mình thấy rõ đó là như thế nào, là cái chữ chướng này đó là danh từ, là chủ từ đó, danh từ này. Danh từ. Và cái chữ nghiệp ấy là tịnh từ. Nó bổ túc cho cái chữ. Tịnh từ. Thành ra cái chữ nghiệp này đó, nó bổ túc cho cái chữ này. Thế tức là mình tiếng Mỹ thì mình đọc nghe là rất dễ hiểu là obstacles, là cái chướng duyên, cái chướng tức là cái mà rào cản, cái mà ngăn cản. Nghiệp chướng là cái răng ngăn cản đó, hay là cái ngăn cản, hay là cái rào cản, hay là cái gì mà đã chặn lại, cái nó nặng nề lắm, cái đó là cái mà gọi là cái chướng. Thì dù thì đó là cái chướng, thì như khi mình nói cái chướng này là như vậy đấy. Nghiệp chướng là những cái chướng mà do mình làm mà ra, mình làm. Đó. Thế nên gọi là karmic obstacles, tức là những cái mà mình làm ra, thế nên là chướng. Thì cho một thí dụ như vậy này. Thí dụ như là bây giờ đó, nếu mà chị đi xe, ông đi xe thì chỉ có một cái cục gì nằm giữa đường đó, cho nên là chặn mình lại, thì đó là cái chướng. Ok. Bây giờ vậy, thì dụ như bây giờ đấy mình uống rượu nó lâu ngày quá thành cái thói quen rồi, thành bây giờ đó khi mà mình đang ngồi như vậy, mình đang tu như vậy, mình nghĩ tới cái rượu cái mình hết tu, thì khi mình cái ý tưởng mà nghĩ tới cái rượu, hình ảnh của cái chai rượu nó hiện ra, thì là chướng ngại vật thôi thầy. Là chướng ngại vật, là cái chướng ngại vật nó hiện ra, cái là tự nhiên mình không tu được nữa. Thầy nhớ là bên thầy có một người đệ tử của thầy đó, anh ta là người Spanish, tức là người Spaniard, tức là người mà Tây Ban Nha. Anh ta mới kể chuyện vui lắm, anh ta làm trong Hollywood đó. Cho nên anh tới tu thiền với thầy, học thiền lần bữa đó thì thật ra anh mới kể chuyện với thầy nghe, anh nói tôi ngồi thì cũng như mỗi ngày tôi ngồi tôi lắng tâm với nó, nhưng mà tôi vừa mới nghĩ tới cái hình ảnh mà cái người mà tôi đang giúp trong cái CD đó, tôi vừa nghĩ rằng cái là câu chuyện mà CD này hiện ra cái bật chương ngày tôi không đâu được cả, tôi không tu được nữa đó. Tôi phải ngồi, tôi phải nghĩ cái chuyện đó, thành ra là nó gọi là cái chướng, một cái chướng ngại vật. Thế nên nghiệp chướng là một cái chướng ngại vật. Thế nên nhiều khi đó, thì dụ như mình làm cái chuyện gì đó mà mình thấy một cái chướng ngại vật đó, mình muốn thấy rõ ra mình tới đó đó mà tới không được đó, thì gọi là cái chướng, cái nghiệp chướng. Đây một ví dụ khác, bây giờ nói chỗ này nói thiền, nhưng mà bây giờ đó thì những Đức Phật đang ngồi thiền thì ngài mới kể chuyện là ngài nói là ngài tới sắp sửa mà tới chánh ba vậy đó, rồi là sắp sửa mà thức tỉnh đó, thì ngài thấy những cái chuyện mà trong kiếp xưa đó nó hiện ra trong lúc mà trong tâm ngài đấy. Nào là cái chuyện giết nhau, nào là cái chuyện người ta giết mẹ ngài, giết cha ngài, nào là những cái cô gái này cô gái kia đủ hiện ra, thì cái đó gọi là cái chướng ngại vật hiện ra. Thành ra đó, nghiệp đó là mình đã làm cái gì để tạo ra cái đó, mình chưa biết này, nhưng mà nó tạo ra rồi, nó tạo có rồi, thì gọi là chướng. Bây giờ đó cái đó là trong lúc mà mình đang tu đó thì mình gặp, đúng không? Nhưng mà còn có những chuyện đấy mà mình không gọi là, hôm nay mình gọi là nghiệp chướng, bây giờ mình đây này, thầy biên xuống là nghiệp chướng, đó là những cái đó mà do mình làm mình tạo ra. Nhưng một hồi rồi đó, cái nghiệp này nó thành cái báo. Cái báo tức là cái quả đó. Còn cái nghiệp đó là lúc đó đó, nó chưa phải là báo,
chứ phải là bảo để cho thầy dụ. Thì dụ như là hồi thầy nhớ hồi xưa mà lúc mà thầy tu về là thời còn trẻ đó, thầy tu đó, thì có một bác đã tới, thì bác đi trong quân đội đó, rồi bác gãy một cái tay, gãy một tay tốt trên này là, thì bác tới bác con tay à, bác tay bác cũng dương à, để lúc mà thầy Viễn Đức thầy kêu bác ngồi xuống tụng niệm, thì bác cũng cũng tụng niệm tu, xong rồi bác sau khi mà qua cái thất đó đó, thì bác khóc. Cái thất đó thầy còn nhớ tên là Quảng Bác Lô Các Thiền Trụ Đà La Ni, tức là cái thất mà mình trì cái chủ. À, thì thầy lúc đó thầy còn nhỏ mười mấy tuổi, thầy mới hỏi bác là sao bác khóc chứ vậy, có gì mà bác khóc? Bác là tôi khóc là bởi vì đó, lúc mà tôi thấy là mọi người chắp tay lại để mà cầu nguyện rồi cúng dường là dâng lên đó, thì mình cầm cái diệm dâng lên cúng dường đó, tôi có một tay thôi à, tôi không có hai tay để tôi cầm lên đó. Nên tôi thấy là trong lòng tôi cũng hơi đau xót à, nhớ tội nghiệp lắm, nhưng mà bạn nói nhưng mà bây giờ tôi quen rồi, tôi làm gì tôi làm tay thôi. Nhưng mà thấy cái đi mình lạy xuống đưa tay lên lại đưa cúng dường nào mà tôi thấy thiếu một tay, thì tôi cũng cũng trong lòng cũng đau xót xa. Thì cái đó gọi là báo chướng, báo tức là cái nghiệp mình làm ấy mà thành cái quả báo rồi đó. Thì dụ như là những cái Đức Phật hồi xưa ngài thường hay nói đó, thì dụ như mình có cái chuyện sát sanh này, thì mình lấy dao mình cắt đầu con cá, cắt cái này cái kia, thì bây giờ tự nhiên là mình bị thiếu cái này thiếu cái, thân thể nó không có toàn vẹn. À, gần đây thì còn bạn nói thì con vì con già con lớn tuổi rồi, con tự nhiên là con không nhớ nữa, học cô chủ không nhớ nữa đấy. Thì nó là cái nghiệp chứ hay là cái báo chứ? Báo chứng. Thấy cái kết quả là không còn nhớ gì nữa phải không thầy? Kết quả là nó nhớ ít, nó không nhớ kém tất cho nó không phải là nó không nhớ. Nhưng mà cái đầu gọi là nghiệp chướng nha. Ủa tại sao thầy? Nhưng cho nên là kết quả rồi. Mình nhớ nhưng mà phải tập lâu rồi từ từ là mình nhớ lại. Mà con cái não mà con báo chướng là ví dụ như là mình cầm đó, cái chỗ mình đọc đó mà cái não nó chẳng bóc qua, không thấy gì cả, nó không hiểu gì cả, không nhớ, không biết gì cả, cái đầu gọi là báo chướng. Báo chướng tương tự nói mình đẻ ra là mình có rồi. Cái gì đẻ ra có rồi thầy? Tôi mình đẻ ra là mình bị cái não nó chặn, nó đọc không được. Dạ. Thì thường thường ta gọi là báo chướng. Còn không đó, thì dụ như mình già rồi ấy, thì cái đó gọi là nghiệp chướng. Lúc trẻ mình đọc được mà. Năm trước mình còn đọc được, nhưng bây giờ mình đọc mơ mình không nhớ lại, không nhớ nữa, thì cái mình từ từ đó, nó mất đi cái trí nhớ đó, gọi là nghiệp chướng chứ không phải là báo chướng. Thế nên cái báo chướng đó tức là cái nhiều khi mình đẻ ra mình cụt tay cụt chân, đẻ ra là mắt mình đuôi, đẻ ra nhiều khi mình nói không được, thì đó là những cái mình gọi là báo chướng. Còn những cái mà mình đang làm đó thì gọi là nghiệp chướng, cái chướng ngại mà mình đang tạo ra. Cho nên nhiều khi đó... vậy thì thường là con trở lại như người ta bị tai nạn xe cộ hay là cái gì đó, rồi người ta bị thương, rồi người ta bị mất tay mất chân, thì cái đó là báo chướng hay nghiệp chướng? Nghiệp chướng. Nhưng mà cái đó chị nói là nghiệp chướng khi nào mà mình nói là mình chướng ngại chuyện tu hành của mình. Nhưng mà thí dụ như thầy thấy có nhiều người đó họ cũng mất tay, tai nạn mất tay hoặc mất chân, những người mà đi lĩnh ở bên Iraq về, mình nghe những cái chuyện của họ đó, thì họ đâu phải tu hành đâu, họ mất tay họ mất chân nhưng mà họ vẫn tiếp tục đó, làm những công chuyện như bình thường, họ còn đi thi Olympic nữa, họ đi thi làm đủ thứ chuyện cả, thì nó là một cái chướng ngại nhưng mà họ có thể vượt qua được. Nhưng mà không nói chuyện tu hành là cái chướng ngại là thôi, nó không có tu hành đấy. Thì khi mà họ bị như vậy ở giữa đời mà họ bị thì vẫn gọi là nghiệp chứ không phải là báo chướng. À, cái báo chướng là có sẵn liền, mình đẻ ra mình có sẵn và nó trước khi mình tu là mình có. Thì nó mới chặn được cái chuyện tu hành. Thầy mới nói mình. Thêm một yếu tố nữa là nếu mà trong tu hành thì nó khác, nghĩa là sao thưa thầy? Vì cái người bình thường cái chướng đó chỉ nói tới cái chướng ngại chỉ tu hành của mình thôi. Cho nên không có chuyện ngại chuyện mình đi chơi, không có chuyện ngại chuyện mình làm việc, không chuyện ngại những cái chuyện khác của mình. Tức là cái chuyện đó đấy, nếu mà nói theo đó, cái kiểu đời bây giờ thì nó là một cái obstacles, một cái chuyện ngại chuyện tu. Nhưng nó không phải là disability, nó không phải là cái chuyện là mình bị thiếu chức năng, mà nó là một cái chuyện ngại vậy. Thì bây giờ đây là thầy kể ngang chuyện khác. Chuyện này là chuyện cũng chuyện vui. Thì dụ như là thầy có thầy đã là ông sẽ đi thọ giới, học với thầy
Thế thì thọ giới học học 100 ngày thọ giới, học 90 ngày rồi là mình thấy là là chuẩn bị để thọ giới, chỉ còn có 7 ngày nữa thôi. Đúng tới cái ngày đó cái tự nhiên trong người nổi lên tất cả những cái rash đó, cái màu đỏ hồng lên người đó mà làm cho bị ngứa, bị không dị ứng, ngứa dị ứng, gãi nó chảy máu mà không gãi thì nó không chịu được, không thể nào ngủ được cả. Mà ăn vô cái gì là cũng là allergy cả, thì không biết làm sao cả. Thành ra là bác sĩ nói không, cái này là chỉ có cách duy nhất là ở trong cái nơi này mà nó ấm áp lại thì nó mới hết. Chứ còn bây giờ ở cái chùa trên này nó quá sức, nó khô và nó lạnh vô cùng. Thành ra là thế ông phải đi xuống miền Nam, xuống chùa mà Long Beach, đi xuống miền Nam xuống thì chỉ còn một ngày hai ngày thôi là cái rash nó biến mất. Nhưng mà ông là không thể đi thọ giới được. Thế Hòa Thượng Tuyên Hóa lúc đó mới nói đó là một cái nghiệp chướng, nó chần lại. Nó lúc mà mình sắp sửa mà muốn tu hành, mình muốn thọ giới, đài giới đó, thành tỳ kheo đó, nó chần lại, nó không cho mình tu. Là như mình đủ hư bình sinh ra cả. Đó, thế gọi là cái nghiệp chướng. Đấy. Tức là nên, cản trở trong việc tu hành thôi. Cản trở tu hành thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mình nó không cản trở chuyện làm giàu của mình, hay không cản trở chuyện làm ác của mình. Nó cũng không cản trở cái chuyện gì mà mình gọi là thông thường, mình ăn uống ngủ nghỉ, nó không cản trở. Nhưng mà nó cản trở cái chuyện tu hành của mình. Vậy thì dân gian khi mà họ nói là mày là nghiệp chướng của tao, cô là nghiệp chướng của tôi, ông là nghiệp chướng của tôi, thì không đúng phải không thầy? Tại vì đâu có cản trở cái nó không phải là không đúng, nhưng mà nó không có chính xác. Thì người ta cảm thấy sức nặng của cái người đó, của cái chuyện đó, nhưng mà nó không có chính xác. Tại vì mình không có tu hành như cả. Mình nói người ta là nghiệp chướng thì là không có. Ví dụ như là có cái bác đó, đó, bác đó là có được cô con gái đó, là có ba cô con gái, nhưng cô thứ nhì đó là cô thích đi chơi, thích mặc áo quần, nghĩa là hở hang, rồi thích cái này nọ, mưa cả mới 16 tuổi thôi mà leo tường ra đi chơi rồi không chịu đi về. Thành ra đó, cái ba mẹ tức của bà nói đó, à, cái đứa con đầu đó đúng là ngoan ngoãn, à, phước của tôi, đứa con cuối đó là cái đứa mà nó theo tôi sát luôn, nó là trời sinh ra cho tôi để mà nó an ủi tôi, nhưng mà cái đứa giữa đó là nghiệp chướng của tôi. Thì cái chữ đó dùng không có chính xác, nhưng mà mình nghe mình hiểu đó là cái sức, cái người thứ nhì này, cô thứ nhì đó là cô là một cái gánh nặng cho cái tâm trí của người mẹ. Thì bà là bà mình, cái cô này đó là single mom, bà có ba đứa con. Thành ra là cái câu nói đó nó bình thường lắm. Và Phật giáo đó thì là các bạn biết đó là mình có rất nhiều cái danh từ là mình cứ sử dụng nó một cách tự tại, thì mình không có care là nó chính xác không chính xác nữa. Thì mình sử dụng hoài đó. Và thậm chí đó, thầy còn nhớ nữa là hồi xưa là thầy có mình chương trình radio còn có nói là dạ thưa thầy, dạ mời thầy đi ăn món Phật nhảy tường. Ủa, Phật sao nhảy tường được chứ? Mà có món ăn tên là Phật mà nhảy qua tường, là tại vì nó ngon để cái đồ mà ông Phật ông phải nhảy qua tường, ông leo qua tường, ông tới ông ăn đại hại cái món ăn ngạc nhiên lắm. Để khi mời đi ăn thầy đưa cái món, thầy đây là Phật, cái món nhảy Phật nhảy tường đấy. Thì ăn xong thầy cũng thấy ai nhảy ai cả. Cái dân gian hóa là nhiều, cả là dân gian hóa lắm. Thành ra nhiều khi là câu nghiệp chướng mình nghe nói nhưng mà nó không có chính xác. Và đó là cái lý do mà tại sao cái đạo Phật đó, nó thấm nhập vào nhân gian, nhưng đồng thời cái đạo Phật đó, nó cũng bị dân gian hóa. Nó không còn cái tính chất mà những danh từ là mình sử dụng không hay nữa. Nhưng mà thí dụ như là trong cái đạo Phật Hòa Hảo đó, thì ngài Huỳnh Giáo Chủ đó, ngài sử dụng rất nhiều cái danh từ mà của nhà Phật rất là hay. Ngài rất là chính xác, những cái bài thơ ngài làm đó chính xác mà nó biểu đạt được cái ý tưởng mà Đức Phật nói. Thí dụ thầy bây giờ thầy không nhớ tạm thời, bây giờ thầy không có sách mà nhớ, nhưng mà đại khái đó là thầy đọc cái bài giảng bài sống của ngài đó thì thầy rất là cảm phục, là bởi vì đó nó nói lên chính xác vô cùng đó, cái ý tưởng. Thí dụ như khổ tập diệt đạo thì đấy, ngài nói cái khổ thì ngài nói lên một trang những cái chuyện mà định giảm về khổ, thế nên mình mới hiểu ôi tại ra đó là cái khổ đó kìa. Chứ còn không đó thì mình nói ô khổ tập diệt đạo, mình nói mình không hiểu là cái gì là khổ tập diệt đạo cả, mình hiểu đó. Thế nên đó cái chuyện dân gian hóa và những danh từ, những cái câu đó mà nói rất là quan trọng. Và cái nghiệp chướng đó thì là thường thường là cũng rất quan trọng. Thầy cho một ví dụ khác.
thầy lái xe chở cái đám học trò sau thao lưng tới, thì 10 phút nữa là phải tới cái chỗ mà để cho mình làm lễ. Nhưng mà đó, thầy bị kẹt xe, thì cái học trò được học trò đó, anh chàng ngồi bên cạnh thầy, anh nói thầy cái này là nghiệp chướng của thầy. Mình nghe vậy mình giật mình, ủa cái này là nghiệp chướng, tao làm gì mà nghiệp chướng? nó muốn chơi ông thầy mà. À, nói đó bạn lại nó nói là thầy tới trễ rồi, thầy lái xe dở gì không, là không là nghiệp chướng của thầy. Nó nói nghe mông lung như vậy, nhưng mà tất cả bà con trong xe vỗ tay, yeah, đúng quá, nghiệp chướng của thầy. Nhưng mà nó cũng cản trở cái việc mà làm việc làm, đi làm lễ của thầy. Dạ, yeah, nó cản trở, nhưng mà nó không phải cản trở chuyện tu hành, nó không cản trở chuyện gì cả, thì nó cản trở thì thầy trễ 5 phút 10 phút thôi. Rồi có những người nhiều khi họ làm ra TV khai tâm, họ tới trễ cả nửa giờ thì sao, đâu ai nói gì đâu. Nên là cái chuyện mà cái chữ nghiệp chướng là mình phải hiểu đó là một cái chướng ngại, chướng ngại chuyện tu hành của mình, nó làm cho cái sự tu hành mình nó nặng nề vô cùng, làm cho cái tâm mình nó không mở ra được. Có nghĩa là cần sau mà còn dùng cái chữ nghiệp chướng có phải cẩn thận lắm thầy. Tại vì chỉ có khi nào mà cái đó là nghiệp chướng của chị thấy đâu có biết. Chị muốn dùng sao chị dùng. Không nên dùng bừa bãi. Phải dùng chính xác. Nhưng mà Việt Nam mình cái người mình cái hay là mình cứ dùng bừa bãi đi, thì nó mới phổ thông hóa cái đạo Phật được. Cho mình cất mình sự giờ cái đúng lúc đó thì lịch sử nó không ai sai. Thế nên cứ sai đài đi. Tết vừa rồi đó, thầy cũng chơi sâm hương rồi cũng chơi xì phẻ nọ chứ bà con cái vui rồi đó. Rồi thầy chơi thì thầy thẳng, thầy đâu có thua, thầy đâu xì phẻ blackjack chứ mà blackjack là thầy thẳng, thầy năm bao giờ phật cứu con giúp con thẳng đi, thì Phật nghe thì mình tưởng thì Phật nghe thầy cứu thì bảo ra được cho mày thẳng vài bàn thôi, nhưng mà cô bên kia lại cô thua rồi, cái anh chàng nghe cái bạn đó nghiệp chướng của chị đó, nghiệp chướng của chị đó. Ồ, mình nghe mình cũng gật đầu nha, đúng là nghiệp chướng của chị. Nhưng mà cái đó là dân gian hóa cho con, bây giờ mình chờ cho tới lúc nào mình sai chuyện nghiệp chướng nó không biết lúc nào sai. Thành người Việt mà nó là sai đủ thứ, mà không phải như vậy, mà cả người Hoa ai cũng sai cái chuyện đó cả. Và nhiều khi đó thầy thấy là lần đầu tiên thầy qua Đài Loan, họ gặp những cái người mà những cái bác mà tới làm việc mà trong đạo tràng đó, họ nói chào Bồ Tát, Bồ Tát chào Bồ Tát. Ủa, Bồ Tát này Phật Phổ Hiền Văn Thù rồi, tìm ra là không, cái bà đang quét nhà đó, bà là Bồ Tát. Thì họ phổ thông hóa cái đạo Phật bằng cách đó, thấy khoái lắm, là trả ra đó là Bồ Tát. Thì ai những người nào mà làm việc trong chùa, những người nào mà họ cứ làm việc cứ hy sinh, họ làm cái gì vậy thì là họ cứ đặt tên là Bồ Tát hết. Thành ra thầy cái đó là một cái cách hay, nó không chính xác, nhưng mà nhiều khi Phật giáo mình cần những cái chuyện mà không chính xác đó. Còn không, cái đạo Phật mình nó đầy nghiệp chướng, nó nặng nề lắm. Nhưng mà cái người mà bị gọi là nghiệp chướng của một người khác, thì cái người ta nghe cái đó người ta cũng đau khổ lắm thì nhỉ? Có người thì thấy đau khổ, có người thì họ cảm thấy là sung sướng. Ta là nghiệp chướng ở nhà ngươi, họ sung sướng lắm. Nó là tùy theo mọi người, mỗi cái chuyện của mọi người. Và mình cảm thấy đấy, các bà biết không? Là cái chữ nghiệp chướng nó là dùng nhiều quá rồi, thành ra bây giờ không ai có đặt câu hỏi về là chữ nghiệp chướng là gì cả. Mà người ta nghĩ là cái nhưng mà đúng chính xác tiếng Anh dịch là karmic obstacles. Obstacle là một cái rào cản, một cái cục nặng nề, một cái chướng ngại vật, một cái gì mà nó đặt là nó làm cho mình không tới được cái mục đích cuối cùng là giác ngộ và giải thoát. Đó là cái gọi là cái nghiệp chướng. Mà cái đó là do mình tạo ra. Mình tạo ra, không ai tạo ra cả. Bây giờ đó, thì mình sẽ đi vào cái phần thứ nhì. Mình cảm ơn thầy. Và mời quý vị vào trang nhà từ bi phụng sự app.com download những cái app xuống để chúng ta có thể học hỏi sâu sắc hơn về những bài giảng của thầy. Và quý vị đừng rời chương trình Đối thoại Tâm Linh, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.